đảm bảo bật tắt các thiết bị điện trong một hệ thống trở nên an toàn, bảo vệ tốt các thiết bị trong bộ dàn karaoke bền bỉ hơn, hoạt động đúng với công suất. Với đầu ra lên tới 10 cổng phù hợp cắm mọi các thiết bị điện cho dàn karaoke âm thanh. Đó là những ưu điểm nổi bật của một chiếc quản lý nguồn BK Sound M8 mang lại. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Chính thức mở bán quản lý nguồn điện BK Sound M8 đặt ngay hôm nay để có mức giá ưu đãi lên tới 41%. Số lượng có hạn chỉ với mức giá 1.509.000 đồng. Bộ quản lý nguồn điện BK Sound M8 là thiết bị quản lý nguồn điện cho toàn bộ hệ thống âm thanh của phòng karaoke. Đây là một thiết bị rất là cần thiết đối với hệ thống âm thanh, bởi các thiết bị âm thanh đa phần đều có mức công suất rất lớn. Việc bật tất cả các thiết bị đồng thời có thể làm sụt nguồn điện áp và có thể làm giảm tuổi thọ của các thiết bị. Sản phẩm được sử dụng rất đơn giản, nó chỉ giống như một chiếc ổ cắm thông thường với 8 cổng ra ở mặt sau, có điện áp là 220V, nhưng có tính năng bật lần lượt từng cổng một và mỗi cổng cách nhau 1 giây nên không bị sụt nguồn. Ngoài ra, sản phẩm còn được tích hợp thêm 2 cổng cắm bình thường phía trước, giúp quý bạn có thể nâng cổng cắm tối đa lên tới 10 cổng. Sản phẩm đáp ứng đủ tiêu chuẩn của IAEA, một trong những hiệp hội công nghệ điện tử của Hoa Kỳ, với 8 cổng ra phía sau tương thích với mọi loại ổ cắm điện và dây nguồn điện tiêu chuẩn nõi to, chịu tải tốt, được thiết kế kết nối sẵn ở phía sau sản phẩm. Đặt ngay kiểu hết mẫu quản lý nguồn điện BK Sound M8 chỉ với mức giá 1.509.000 đồng, với nhiều công dụng như giúp bạn có thể quản lý các thiết bị trong bộ dàn một cách dễ dàng, hiển thị chi tiết thông số nguồn điện nhà bạn, thời gian và cả ngày tháng, giúp bạn có thể cắm được nhiều thiết bị cùng một lúc lên tới 10 cổng cắm, và bạn có thể tắt bật một cách tuần tự các thiết bị theo như mong muốn, tránh hiện tượng xung đột và gây ra chập cháy. Ngoài ra, bạn có thể kết nối nhiều quản lý nguồn khác nhau trở thành một hệ thống qua cổng kết nối dữ liệu. Số lượng có hạn, nhanh tay để lại số điện thoại để có thể được tư vấn và đặt hàng sớm nhất. Hoặc quý bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số tổng đài 1900 0255 của Bảo Châu Elec để có thể đặt hàng quản lý nguồn điện BK Sound M8 ngay từ bây giờ. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này của tôi. Hãy like và share, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!